Những kỳ nghỉ, ta luôn luôn chờ đợi và mong mỏi nó, nhằm gạt đi những mệt mỏi hàng ngày. Việc đi tới một nơi mới cho ta sự thoải mái và khám phá thêm nhiều thứ mới mẻ hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng mang đến sự an toàn, khi mà ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ chờ ta ở phía trước. Và với những điều tôi vừa nói ở trên, hôm nay bạn hãy cùng tôi đi khám phá câu chuyện trong chapter thứ 5, cũng đồng thời là phần game cuối cùng thuộc series Fear the Phantom với cái tên Wolverine Getaway. Làm người đồng hành cùng Rael Studio từ những ngày đầu tiên, thật vui khi thấy tựa game đầu tay của anh chàng đã hoàn thiện đầy đủ. Và nếu như bạn là người mới, thì trên channel Cờ Su đã thực hiện phân tích đầy đủ cả 4 chapter trước đó của tựa game. Mỗi phần sẽ kể một câu chuyện khác nhau, được tường thuật và biến tấu đôi chút dựa theo trải nghiệm có thật của một ai đó. Tin tôi đi, series này sẽ rất đáng để theo dõi đấy. Và giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nhưng trước khi bắt đầu với video thì tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn tính năng Revolt PC mới của Revolt G. Nếu bạn là người có niềm đam mê với các tựa game đồ họa đẹp hay AAA thì Revolt PC mang đến cho bạn giải pháp chơi game cực mượt mà với Cloud Gaming. Sử dụng hạ tầng mạng của Việt Nam mang đến cho bạn kết nối luôn ổn định với đa dạng cấu hình mạnh mẽ, FPS ổn định, giúp bạn nhanh chóng trải nghiệm được các tựa game mới và hot hit nhất trên thị trường. Revolt PC cũng đã cài sẵn những tựa game nổi bật để các bạn không mất thời gian tải chúng về mà vẫn thoải mái trải nghiệm. Vậy thì chờ đợi gì? Việc chơi game giờ đây đã không còn bị giới hạn ở phần cứng, vậy nên hãy tự do trải nghiệm những tựa game yêu thích của bạn trên Revolt PC ngay thôi. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với video. Câu chuyện trong Wolverine Getaway đưa ta vào vai của Sidley Harper, làm việc tại một công ty tư vấn có số má. Hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp kiểu này khiến nhân vật chính luôn ngập đầu bởi giấy tờ và việc tăng ca dường như là cơm bữa. Thế rồi đến một ngày tháng 12, hôm đó trong một ca làm đêm như bình thường, Harper bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Mai, người bạn đại học cũ. Anh này gợi ý nhân vật chính nên đi nghỉ cuối tuần ở vùng nông thôn Vermont, và chuyến hành trình của họ sẽ đồng hành cùng một người thứ ba tên là Nora. Để chuẩn bị, Harp lựa chọn một chiếc cabin loại không thể rẻ tiền hơn và thuê nó trong 2 ngày 3 đêm. Kế hoạch về cơ bản chỉ có vậy. Hai hôm sau, thời gian cuối tuần đã điểm, anh bạn Mai đến tận công ty và đón nhân vật chính bằng ô tô theo đúng hẹn. Gặp lại sau khoảng thời gian dài, cả hai có chút mừng rỡ. Harp thắc mắc tại sao không thấy Nora đi cùng, thì được Mai cho biết là cô nàng sẽ gặp chúng ta tại homestay. Vậy là mọi thứ đã xong, chuyến hành trình giờ đây mới thực sự bắt đầu. Trên đường đi, đôi bạn nói đủ thứ chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là than vãn tình cảnh sống áp lực do công việc. Họ tỏ ra tiếc nuối về quãng thời gian vẫn còn là sinh viên đại học. Chịu thôi, đời mà. Kể ra quãng đường cũng khá dài, đi từ tận 3 giờ chiều mà mãi vẫn chưa đến nơi. Bụng thì đói, cả hai đành ghé tạm vào một quán pizza ven đường để lấp đầy khoảng trống. Mỗi người gọi cho mình 3 lát pizza thập cẩm đủ vị. Chắc là do thói quen ăn uống từ xưa của họ. Chỉ tiếc là Nora, người bạn của hai người không tham dự cuộc vui này, vì cô nàng còn bận sửa lại logo cho khách hàng. Đúng là trung bình designer. Thôi thì tập trung vào chuyên môn vậy. Khi đang tận hưởng bữa xế, nhân vật chính bỗng bị một tên đàn ông lạ mặt tiếp cận. Gã này không đến mức khấu rách áo ôm, nhưng nhìn một cách ăn mặc cũng như cách nói chuyện thì tất cả đều toát lên một vẻ không mấy thân thiện. Hắn ta xin được đi nhờ xe của cả hai và Harp đã vô thức đồng ý. Thấy vậy thì Mai liền chen ngang để từ chối, với lý do là cabin của xe bán tải chỉ có chỗ cho hai người. Không đạt được mong muốn, gã đàn ông kia lập tức tỏ thái độ rồi chửi rủa và bỏ đi. Kết thúc bữa ăn trong vánh, cả hai tiếp tục lên đường để đến khu nghỉ dưỡng cuối tuần. Lần này, Harper muốn được lái xe, và cô ấy lái không được tốt cho lắm. Đó có thể là tôi. Sau một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi. Không nằm ngoài dự đoán, ngôi nhà này tọa tại một vùng ngoại ô khá bình thường và thưa thớt dân cư. Như đã hẹn từ trước với chủ nhà, nhân vật chính nhập mã vào hộp khóa và từ đó lấy ra chiếc chìa mở cửa chính của căn nhà. Tiến vào bên trong,
không gian ấm cúng nơi đây cũng phần nào xua tan cái lạnh giá bên ngoài. Cả hai nhanh chóng xếp lại đồ đạc để chuẩn bị nghỉ ngơi. Và rồi... Wow, đây có vẻ là lão chủ nhà. Trong lúc chờ đợi nhóm nhân vật chính, ông ấy đã ở đây để sửa lại chiếc TV. Khi mới gặp, lão ta đã nhầm Hap và Mai là một cặp đôi. Nghe vậy thì cô gái của chúng ta đã vội giải thích rằng cả hai chỉ là bạn. Thế rồi, để thể hiện sự hiếu khách, người chủ nhà liền dẫn chúng ta đi một vòng để giới thiệu về căn phòng cũng như công năng của chúng. Nhìn chung thì sẽ có hai phòng ngủ, và đó là điều tối thiểu mà nhân vật chính quan tâm lúc này. Ngoài ra, ngôi nhà cũng có một tầng hầm với một căn phòng bị khóa. Khi Mai tò mò hỏi về nơi này, gã chủ nhà cũng rất biết đồ khi nói rằng có một người phụ nữ đã từng chết ở đó. Trước khi rời đi, gã ta còn quay lại hỏi tên của nhân vật chính, với lý do là ông ta đã vô tình quên. Đến đây thì cả hai người đều cảm thấy người chủ nhà này khá kỳ lạ. Nhưng thôi, vì ông ta đã rời đi nên họ cũng không quan tâm mà liền bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Khi này, Mai bỗng kiếm được ở nhà kho sau vườn một cái cần câu. Sẵn tiện đây, anh chàng liền rủ Harper đi câu cá để nướng ăn. Ngồi một lúc thì câu được 3 con, và có lẽ nhiêu đó là đủ. Cả hai sau đó quay về phòng và bắt đầu việc nấu nướng. Trong lúc đợi thành phẩm ra lò, Mai lại tiếp tục nảy ra ý định chơi một cái gì đó để giết thời gian. Khi này, tùy thuộc vào việc lựa chọn của người chơi mà ta có thể trải nghiệm một số minigame thú vị như là trò rút thanh gỗ hay cầu cơ chẳng hạn. Chơi được một lúc thì đồ ăn cũng đã chín. Nấu xong rồi, chúng ta cùng đánh chén nào. Sau bữa ăn tối có phần muộn màng đó, Mai vội lên phòng với lý do check lại email. Trong lúc mà nhân vật chính đang dọn dẹp bát đũa, cô bỗng nhận được tin nhắn hối thúc của Mai rằng anh phát hiện ra có kẻ nào đó đang trốn dưới gầm giường. Hớt hải chạy lên xem, Harper phát hiện mọi thứ chỉ là trò đùa của ông bạn thân khốn nạn. Cảm thấy điều này khá vui nên Mai lại nghĩ đến việc cả hai nên chơi trốn tìm. Và cái dở thì thường khởi nguồn từ đây. Trong lúc cả hai tìm chỗ trốn, Mai kể rằng cậu có nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ gác xếp. Thay vì tự mình đi kiểm tra, tên này lại để cho con gái chân yếu tay mềm làm hộ. Tuy vậy thì cũng may là trên đó chỉ có con mèo. Ngoài ra cũng không có gì đáng lo cả. Nhưng nhiều đó mới chỉ là khởi đầu. Trong lượt chơi cuối cùng, khi nhân vật chính đang trốn còn Mai đi tìm, thông qua cánh cửa sổ kho chứa đồ, ta thấy có một bóng người thấp thoáng trong ngôi nhà. Liệu có thể đó là ai? Câu trả lời nhanh chóng được tiết lộ. Một lần nữa, đây lại là ông chủ nhà. Hắn ta quay lại đây với lý do để sửa vòi nước. Hành động này khiến nhân vật chính cảm thấy hơi bối rối. Còn với Mai, cậu ta khó chịu ra mặt và liền chất vấn ông chủ một tràng dài. Well, cảm thấy đuối lý, ông ta liền bỏ đi trong sự hậm hực. Sau hàng chuỗi những việc trời ơi đất hỡi như vậy, Harper gần như đã kiệt sức. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì lại có người gõ cửa phòng. Lần này là Mai, cậu bạn chưa ngủ mà muốn vào phòng tâm sự một chút. Nhìn ngoài trời mưa tuyết ngày càng một dày hơn, cả hai bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Nora. Nhưng nếu là một người tình ý, ta biết cuộc hội thoại ấy kiểu gì cũng sẽ chuyển thành Mai bắt đầu cưa cẩm nhân vật chính. Và well, quả nhiên nó đã xảy ra thật. Qua đây ta biết rằng, trong quá khứ đã có một sự kiện nào đó khiến cả hai người suýt tới được với nhau. Nhưng sau cùng nó chỉ dừng lại ở một cuộc vui quá trớn do rượu bia. Không can tâm với điều đó, nên bằng mọi cách Mai phải liên lạc được với Harper. Và điều này giải thích cho sự nhiệt tình mà anh ta thể hiện trong các đoạn tin nhắn rủ rê nhân vật chính. Hóa ra ông thần này cũng đã tính toán ngay từ đầu rồi. Tuy nhiên, đen đủi là lúc ấy Nora lại gửi tin nhắn tới, nói rằng xe của cô đã thủng lốp và rất cần hai người để nâng cứu. Nhân cơ hội này, Mai muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông nên nói rằng Harper cứ ở nhà nghỉ ngơi, còn anh sẽ đi tìm Nora quay trở về. Một phần xuôi tai, nhưng nhiều phần vì đã quá mệt nên nhân vật chính liền đồng ý. Sau khi tiễn Mai rời đi và đi chúc anh chàng may mắn, Harper lại một mình quay về giường ngủ. Một tiếng sau, chuông cửa tiếp tục kêu inh ỏi. Và khi xuống kiểm tra, cô nàng phát hiện ra gã đàn ông từng gặp ở quán pizza lúc trước. Giờ hắn đã mò đến tận đây. Lấy lý do đợi bạn mình đến đón, gã ta xin vào trong nhà một chút để tránh gió tuyết. Tất nhiên là Harper đâu có ngu. Cô đuổi gã lạ mặt thẳng cổ. Nhiều khả năng, tên này là một kẻ xấu đã theo dõi nhóm nhân vật chính từ đầu. Bởi thế nên khi không đạt được mục đích, hắn ta bắt đầu đứng ở ngoài và phá bĩnh bằng cách ném bóng tuyết vào cửa sổ. Cảm thấy bị đe dọa, nhân vật chính vội nhắn tin cho Nick, aka ông chủ nhà, để mong nhận được sự giúp đỡ.
May thay là chỉ vài phút sau ông ấy đã tới. Có vẻ như sự hiện diện của đàn ông đã khiến gã kia nhanh chóng bỏ đi. Tuy vậy, đây lại sớm trở thành một mối nguy hiểm khác cho nhân vật chính. Lúc này, điện thoại của cô bỗng nhận được tin nhắn mới và nó tới từ Nick. Ông ấy nói rằng bản thân ở rất xa nên không thể tới được. Vậy thì kẻ tự xưng là chủ nhà từ đầu tới giờ là ai? Có trời mới biết. Hiểu được tình hình, Harper nhanh chóng mời gã này ra khỏi nhà. Biết bản thân đã bị bại lộ, nhân cơ hội trong nhà không có mai, gã ta liền trực tiếp khóa cửa rồi uy hiếp nhân vật chính. Với bộ não nhảy số khá nhanh, Harper đã kịp chạy trốn xuống tầng hầm và trốn trong gầm cầu thang. Nhân cơ hội kẻ này không để ý, cô liền chạy ra ngoài. Nhưng tiếng chuông điện thoại của Nora đã gọi tới đúng lúc làm kế hoạch bị bại lộ. Không có cách nào khác, nhân vật chính đành trốn trong phòng ngủ. Và hành động này vừa đủ để câu giờ cho tới khi Mai trở về. Thấy kèo không có thơm nữa, tên lạ mặt cũng nhanh chóng chuẩn mất tích. Cơn bão qua đi, Harper gọi điện cho người chủ nhà thật và đã được ông ấy nhờ cảnh sát giúp đỡ. Tất nhiên, kẻ đột nhập khi ấy đã cao chạy xa bay. Mọi chuyện kết thúc, nhưng biến cố thì vẫn hằn sâu trong ký ức của nhân vật chính mãi tới sau này. Và nó đã trở thành tiền đề cho câu chuyện mà chúng ta trải nghiệm trong trò chơi của JL. Đến đây, phần lớn nội dung trong game đều đã có thể nói là quá rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có một bí ẩn lớn về kẻ đột nhập, người tự xưng là chủ nhà mà ta đã gặp ở đầu game. Thân thế của hắn ta là ai? Nếu như bạn đã chơi game, thì khi khám phá căn gác xếp của ngôi nhà, bạn sẽ sớm phát hiện ra ở đây có vô số đồ dùng cá nhân nằm ngổn ngang. Trong đó thậm chí còn có cả giường nệm. Điều này gợi ý rằng nó có thể là nơi mà kẻ đột nhập thường sinh sống. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn bởi trước khi rời khỏi căn nhà, hắn ta có nói rằng bản thân sẽ tìm con mèo thất lạc của mình. Và bạn nhớ con mèo nó nằm ở đâu chứ? Chính xác, nó trốn trong căn gác xếp. Bởi đó là chỗ mà chủ nhân của mình hay ở. Vậy thì với một cách suy luận đơn giản, ta biết kẻ này có thể là một người vô gia cư. Sau một khoảng thời gian theo dõi và phát hiện ra ngôi nhà được cho thuê như một căn homestay, kẻ này đã lợi dụng lúc chủ nhà thật đi vắng thì liền lẹt vào hộ định cư ở trong đó, rồi đóng giả luôn làm chủ nhà. Từ đây, với những món đồ mà khách nghỉ dưỡng đem tới, hắn ta sẽ sử dụng chúng như một nguồn cung cấp lương thực miễn phí mà chẳng cần lo việc đi kiếm cơm mỗi ngày. Nhưng khoan, cấm chi tiết rất vô lý ở đây. Tại sao thời điểm khi mới bước vào, nhân vật chính rõ ràng đã dùng chìa khóa để mở cửa? Vậy tại sao tên này lại có thể trốn trong nhà từ trước? Điều này là rất khó xảy ra, trừ khi hắn cũng có chìa khóa riêng của mình. Một nghi vấn khác là đoạn kết của game. Rick đã hỏi Harper về kẻ đột nhập trông như thế nào. Và khi nhận được câu trả lời thì ông ấy không nói gì thêm. Kiểu như Rick đã nắm rõ về thân phận của kẻ đột nhập thì phải. Chưa kể, trong phân đoạn đối mặt với nhân vật chính, hắn ta còn khăng khăng nói rằng nhà là của gã. Tất cả những manh mối này sau khi kết hợp lại đã đem đến cho tôi một giả thuyết. Có thể kẻ đột nhập là một người thân trong gia đình của Rick. Nhiều khả năng còn có một câu chuyện gia đình phức tạp nào đó ẩn giấu đằng sau. Well, chỉ là nhân vật chính không biết đến mà thôi. Và qua câu chuyện này, có một lời khuyên mà cá nhân tôi muốn chia sẻ với các bạn nữ, đặc biệt là những bạn chân ướt chân ráo bước ra đời như nhân vật Harper. Lời khuyên đơn giản thôi, đó là hãy tránh xa mấy thằng như Mai trong game là được. Chẳng có chuyện tự nhiên mà một thằng con trai lâu ngày không gặp bỗng dưng lại nằng nặc rủ bạn đi chơi mà không có ý đồ gì cả. 10 thằng thì 9 thằng đang trong giai đoạn học môn tăng cao, còn có lẽ là vừa thất tình nữa. Cá nhân anh bạn Mai, nếu để ý kỹ thì ta thấy tên này đã có ý đồ với nhân vật chính ngay từ lúc đầu. Từ việc hắn tìm mọi cách để rủ Harper đi chơi, cho đến những hành động nhỏ hơn như là chủ động mở cửa, chủ động gọi món, hay thậm chí là tỏ ra khó chịu khi thấy kẻ đột nhập liên tục phá đám không gian riêng tư của hai người. Nói đơn giản, thì anh bạn này đang muốn tán tỉnh ai đó. Thành thử ra cũng không bất ngờ nếu tôi nói rằng Mai đã lên kế hoạch dự phòng từ sớm bằng cách mời thêm một bạn nữ khác tham gia, đó là Nora. Well, nếu tán Harper không được thì anh sẽ chuyển sang người còn lại. Không phải tôi nói bừa đâu nhá. Thực tế là trong đoạn chat nhóm của cả ba người, tôi thấy tên Mai này có cách nói chuyện khá lẻo mép. Cho tới chi tiết hắn dụ nhân vật chính lên giường của mình thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Vậy nên có lẽ ta không cần phải đoán thêm quá nhiều nữa nhờ. Ok, và trên đây là toàn bộ nội dung của World Bury Getaway, cũng đồng thời là phần game cuối cùng của Fears to Fathom Season 1. Tất nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Và trong tương lai, Rayel sẽ còn phát triển thêm Season 2,
nhưng mô típ có thể sẽ thay đổi. Không còn là những câu chuyện có thật nữa. Nếu quan tâm tới series này cũng như những con game có nét vẽ tương đồng, thì đừng ngần ngại bấm vào nút subscribe để nhận về những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Peace!